vị, trong một số trường hợp dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản, nhưng cá nhân vẫn sẽ không được hưởng di sản thừa kế bao gồm nhà và đất. Thì hôm nay công ty luật ACC sẽ cung cấp đến cho các bạn các trường hợp không được hưởng thừa kế nhà và đất. Theo điều 612 Bộ luật dân sự năm 2015, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Bên cạnh đó, theo điều 105 Bộ luật dân sự 2015 thì một, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Hai, tài sản sẽ bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Có thể thấy, nhà đất cũng được xem là di sản của người đã mất. Các trường hợp không được hưởng thừa kế nhà đất sẽ bao gồm, theo điều 621 Bộ luật dân sự năm 2015, những người sau đây không được quyền hưởng di sản cũng như quyền thừa kế nhà đất bao gồm: trường hợp 1, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người đó. Trường hợp thứ hai, người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản. Trường hợp thứ ba, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng. Trường hợp thứ tư, người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy đi di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di chúc. Tuy nhiên, những người này vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Và trường hợp thứ năm, con đã thành niên có khả năng lao động và toàn bộ di sản được hưởng thừa kế theo di chúc hợp pháp nhưng không có người con đó thừa kế. Theo khoản 1 điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. A. Con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng. B. Con thành niên mà không có khả năng lao động. Từ những quy định trên, nếu con đã thành niên, tức là từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, không được hưởng di sản thừa kế khi người lập di chúc không cho người đó hưởng thừa kế theo di chúc, khi toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở thừa kế theo di chúc hợp pháp. Trên đây là một vài quy định của pháp luật về các trường hợp không được hưởng thừa kế nhà đất. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.